đây là cá biển các bạn. Đăng lên YouTube á, em mới xem xem. YouTube tại gì vậy? Đang ngủ còn bán. Bởi mình đẩy nguyên cái xe đi bán vậy hả? Đẩy nguyên xe bán. Ngay đầu chợ Sóc Trăng á, cái đầu chợ này kêu đầu chợ đường gì? Chợ trung tâm Sóc Trăng. À, chợ trung tâm Sóc Trăng. Này, cá biển không ạ? Cá biển. Cá đỏ đỏ cái gì đây? Lù đù không? Cá đỏ nè. Lù đù. Lù đù. Cá lưỡi câu. Lưỡi câu. Cá kẽm. Kẽm. Này cá này mình lấy đâu vậy? Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Cá Bạc Liêu cũng ta đi biển cũng ngon lắm. Liêu Vĩnh Long. Vĩnh Long. Rồi buôn bán gì có bị đuổi chợ không hay là đuổi mỗi ngày không? Đuổi mỗi ngày luôn hả? Đuổi đó. Đuổi là đuổi rồi mình đẩy đi đâu? Lên đây nè. Có chỗ mình núp. Thì nó lấy. Có chỗ mình núp. Đâu đi chuột lại. À đi chuột lại hả? Chuột lại mấy trăm? Trăm rưỡi. Tức là lấy xe lấy cá luôn. Thì đúng rồi thì ta rồi đó được rồi đó cậu. Thấy giờ đó được. Rồi bắt đầu được chợ rồi các bạn. Rõ. Để được rồi nè. Đó, đó. Các bạn thấy không, buôn bán rất là cực khổ. Là quản lý đô thị nó dí các bạn ơi. Các bạn thấy rất là cực khổ. Nhưng mà ở đây người ta có chỗ ta núp vô các bạn. Khi mà mấy ổng đi qua thì em giờ hỏi anh câu nữa em, mình chạy vô đây là xong rồi mình chạy ra hả? Dạ. Xong rồi mình chạy ra. Dạ xong rồi chạy ra. Thấy cũng cực khổ quá ha. Buôn bán cũng phải là khó khăn lắm các bạn ơi. Đây là đầu chợ nha các bạn. Khi muốn ăn hải sản thì ghé vô đây. Đây là cái đường Lê Duẩn. Ở cái vòng xoay này là ngay cái bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Thì quốc lộ 1A là chạy theo đường Lê Duẩn này, chạy riết là tới cầu Bến Bình Đô. Đỉnh Chi. Đường này cũng về chợ được hả? Thế nó vòng qua vòng lại. Mình nghĩ đường này nó cũng về chợ được các bạn. Đây là trung tâm thành phố Sóc Trăng, chợ Sóc Trăng luôn á. Chợ Sóc Trăng này thấy cũng khá là lớn. Buôn bán cũng sầm uất dữ á. Mình chế chạy một vòng chợ thôi, vô trung tâm chợ. Miền Tây này chắc tỉnh nào anh cũng đi hết hơn chứ. Ở miền Tây đi hết. Thấy vô chợ mà mình quay cái chợ cá đó, thấy nó vui hơn. Cái chợ cho cá thì nó dơ nhưng mà thật ra quay cá rồi nó nhảy tôm rồi. Như chợ rau chợ đồ thì nó đơn thuần tập quá rồi cũng vậy. Ở đây là tôm cá đem qua giữa đường bán tép rồi tôm. Lớn trời lớn. Ở đây là những cái sang hàng thịt khô rồi các bạn, xen kẽ là tôm cá rồi ra giữa đường đó, những rau cải cây đường mòn có cũng trong này cũng dữ, muối keo, khoai củ rồi. Cá là câu
có một xe cá nó đẩy đi. Cá đục cá nhiều quá trời, cá cá vườn đục bạch thủ ống. Đúng rồi, đúng rồi. Bên là những cái gian hàng chập khô rồi bán thịt, nói chung cái chợ này là bán phức hợp luôn các bạn, không có riêng gì mặt hàng nào. Và đầu chợ thì thịt heo cũng khá là nhiều. Đây là khu đầu chợ các bạn. Đầu chợ thì nó có bán là chữ là rau nhiều, xen kẽ là cứ tôm cá là các bạn, như tôm thẻ, tôm đòn cá trời. Không, đây là cá lóc các bạn, đây là cá lóc đồng, tôm mực. Có nấm rơm, nấm rơm là bông cải, bắp cải các bạn. Đó, trước mặt chúng ta là một dãy hàng rau củ quả. Thì bắt đầu mình vô chợ các bạn. Đi cặp ra đây là chợ cá. Chợ cá nhưng mà cũng bán đầy đủ là những mặt hàng như là tôm, thịt. Cá biển, cá đồ, cá tép. Bán gì hết rồi các bạn. Thịt heo. Rau củ quả. Đây là có cái gian hàng nó bán mực nè các bạn, mực với bạch tuộc. Có em này bán thịt nè. Em bán thịt heo hả em? Thịt bò hả? Châu bò. Châu bò đẹp dữ ha, thịt đó ao luôn ha. Bán được không em? Bán cũng lấy ai à? Cái này là mình gọi là cái gì? Dạ lòng bò chú. Lòng bò da đồ có thứ này về mình nấu gì? Cái này về để nấu ra bò kho đâu hả? Nấu hầm. Cái này chắc hầm luộc ăn bánh tráng luôn á. Thôi chúc em mua mai bán đắt nha. Dạ dạ cảm ơn. Sập của mình tên gì á? Dạ. Sập của mình tên gì? Tài Chén. Tài Chén hả? Dạ. Nổi tiếng ở chợ Sóc Trăng luôn không? Dạ. Các bạn nào có đi chợ là ghé vô đầu chợ các bạn, là có sập thịt bò, thịt trâu, bán lòng bò rồi là ngon lắm các bạn ơi. Bên đây là cá. Đây là cá biển các bạn. Đăng lên YouTube á. Em muốn xem thì xem. Đứt chạy chạy. Đang ngủ bằng lá. Ủa mình đẩy nguyên chiếc xe đi bán nè. Ngay đầu chợ Sóc Trăng á, cái đầu chợ này kêu đầu chợ đường gì? Chợ trung tâm Sóc Trăng. À, chợ trung tâm Sóc Trăng. Này cá biển không ạ? Cá biển. Cá đỏ đỏ cái gì đây? Lù đù không? Cá đỏ nè. Lù đù. Cá lưỡi câu. Lưỡi câu. Cá. Cá kép. Chẽm. Này cá này mình lấy đâu vậy? Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Cá Bạc Liêu cũng ta đi biển cũng ngon lắm. Bạc Liêu Vĩnh Long. Vĩnh Long. Rồi buôn bán gì có bị đuổi chợ không hay là đuổi mỗi ngày cậu? Đuổi mỗi ngày luôn hả? Đuổi đó. Đuổi là đuổi rồi mình đẩy đi đâu? Đây nè. Có chỗ mình núp. Thì nó lấy. Có chỗ mình núp.
Núp được thì không được thì nó lấy hả? Nó lấy cá gì? Nó đi chuột lại. À đi chuột lại hả? Chuột lại mấy trăm? Trăm rưỡi. Tức là lấy xe lấy cá luôn. Thì đúng rồi thì ta. Rồi đó đi được rồi đó cậu. Thấy chưa nó được. Rồi bắt đầu được chợ rồi các bạn. Rõ. Để nó được rồi nè. Đó, đó. Các bạn thấy không? Buôn bán rất là cực khổ. Là quản lý đô thị nó dí các bạn ơi. Các bạn thấy rất là cực khổ. Nhưng mà ở đây người ta có chỗ ta núp vô các bạn. Khi mà mấy ổng đi qua thì em cho hỏi anh câu nữa em, mình chạy vô đây là xong mình chạy ra hả? Dạ. Xong rồi mình chạy ra. Dạ xong rồi chạy ra. Thấy cũng cực khổ quá ha. Buôn bán cũng phải là khó khăn lắm các bạn ơi. Đây là đầu chạy cho các bạn. Khi muốn ăn hải sản thì ghé vô đây. Rồi rồi cho lên luôn. Ở đâu lại đuổi vậy? Ai đuổi vậy? Nó đuổi đầu trên á. Đây nó lo nó chạy rồi. Rồi mấy bà gánh gánh này chạy sao? Gần tới mấy bà mới chạy. Không đuổi luôn. Coi chừng mấy cọng dây này nó bám vô nè. Thì buôn bán lòng lề đường thì phải chấp nhận. Chứ bây giờ sang cái sập là mấy trăm triệu các bạn ơi, đâu có tiền, cái dân nghèo đâu có tiền đâu ta sang chợ người ta bán. Thì ở đây là bắt đầu là hai bên là một bên cá và một bên rau. Thì cũng lẫn lộn như các bạn. Thì ở miền Tây thì có những cái loại là như là bông súng. Các bạn thấy là chợ rau rất là tươi ngon các bạn. Kèm theo là cái gì cái bi hả? Nhãn. À nhãn là 13.000 ký các bạn. Đặc biệt là nhãn Sóc Trăng này rất là rẻ. Rất là rẻ các bạn. Ký không ai. Nó mất công quá. Khách đi lần còn. Đúng rồi, ăn nóng quá. Chỗ này rau cải. Có cua rồi các bạn. Bông súng, bông bí. Rồi cá biển. Cô. Đây cá biển nè. Cá biển đã rất là tươi ơ bạch tuộc trắng nõn các bạn. Gà mình thì nói chung là lượng một vòng chợ Sóc Trăng mình thấy cũng rất là sung túc, buôn bán cũng rất là chợ Sóc Trăng này lớn quá rồi nó cũng rất là lớn các bạn, tuy rằng cái thành phố cấp 3, cấp 4 cũng là cái thành phố Sóc Trăng này nó hình thành cũng lâu rồi, và dân cư là sống rất là đông đúc. Lớn hơn chợ Trà Vinh nhiều. Trà Vinh tôi chưa vô. Chợ Trà Vinh có một khúc à. Cỡ bằng 1/3 này. Với thành phố Trà Vinh nó nhỏ hơn đây nè. Nó có ô như cái bàn cờ. Mà cái thằng chợ Trà Vinh đó, anh vô phía trong nó có bán đồ hàng tộc ở trong á. Bán gì? Con rùa vàng đó. Rồi mấy con này con nọ nó bán ở trong ở gần cuối chợ cuối chợ cá. Cái chợ cá ở đây nó không có tập trung chỗ mà nó bán rải rác ở bên đường, nó phải có chợ cá riêng nữa. Chắc nó ở trong còn cái đám này nó bán lẻ tẻ, đám này bán ngoài đường thôi. Cái lúc nào nó cái chợ nó cũng có chợ cá nằm ở sau cùng á. Chợ nào cũng vậy, vì cá mắm là nước nôi rồi, nó hơi vấn đề mà thoát nước rồi nó rửa ráy rồi nó cũng không có được như cái khô ráo như cái khúc đoạn khác. Người ta mới sắp xếp cái chợ cá là nó nằm cuối cùng ở chợ cá Bình Lục là đây là bán theo vỉa hè thôi. Là cặp khô rồi mắm muối khô các thứ rồi linh tinh các bạn. Không biết cá này cá gì không? Không. Có cánh cánh rồi.
là giống cá lòng khô, lòng mắm đó ta. Có cá này là cá này ngon lắm, cá chẽm. À cá chẽm hả? Cá chẽm này nghe nhưng mà có ăn. Nhưng mà nó nấu trong cái nồi lẩu đâu có thấy nó là sao đâu. Cá chẽm này mà ông chiên cướp cà cũng ngon, hấp ăn cũng ngon. Cá biển mà. Nhưng mà nó có nước lợ nữa. Nước lợ. Cá chẽm này nước lợ rồi biển như mình không, nhưng mà nước lợ thì nhiều. Đây có cái rau muống đồng rồi các bạn, có cái cô bán rau muống đồng, tức là rau muống sạch đó, nó mọc ở vùng nước nổi đó các bạn. Cây này không biết cây gì không? Cái gì? Đậu đắng. Đậu đắng thường. Đậu đắng kia ăn nó ngon. Thì cái cô đó cũng có một sản thực vật ở nhà đem ra bán. Nếu tìm nói chung là người bán chợ dĩ hè các bạn, sau đó là có mặt hàng gì thì người ta bán cái mặt hàng đó, thành ra nó không có tập trung riêng một cái chợ cá hay là một cái lô hàng là nhất định. Có những cái cửa hàng đại lý rau củ quả này các bạn, mình vô bịch sẵn một cái bịch shop vậy đó, là ta bán sỉ. Đây là cái chợ ăn, đây là ăn nữa. Rồi đó là đi ra bờ sông đó các bạn, cái đó là đường này là đi ra bờ sông. Xong là mình đi theo cái con sông mắt đi đâu á, là cái chỗ mà đi ghe đó các bạn. Sau lưng là cái chợ trung tâm của thành phố Sóc Trăng. Ở đây thì ta là buôn bán cũng ít, mà hai bên đường ở giữa là để đậu những xe tải rồi các bạn, cái bến xe, chỗ này đậu xe, chỗ này bán trái cây không ạ. Đây là trái cây rau củ quả. Cái chợ này nó bán sáng đêm anh. Hả? Cái chỗ này nó bán sáng đêm á. Dạ hả? À, nó bán sáng đêm luôn. Nó này chỗ bán ban đêm nó bán nhiều hơn, nó bán sỉ. Sỉ. Ban đêm nó bán nhiều hơn. Kiểu như chợ đầu mối đó. Ừ. Thì chợ đầu mối bán sỉ đó, nhưng mà ban đêm thì nó nhiều hơn, tới sáng rồi nó dẹp. Nó dẹp rồi mới cái mấy người này là bán lẻ. Đây là đường về điểm khán đài Đu Ghe Ngo, đi dần trong mắt Bô Rô của thành phố Sóc Trăng. Hôm nay mình về khỏi Đu Ghe Ngo sẵn đi cái chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng thì riêng cho các bạn xem luôn. Đồng thời mình cũng khám phá làm cái clip để kỷ niệm sau những cái chuyến đi của mình nha các bạn.